Năm 2023 với người làm cà phê là một năm tương đối thuận lợi về thời tiết. Mùa khô kéo dài vừa phải, mưa tương đối đều trong năm, cà phê được giá nên người nông dân cũng chú trọng đầu tư chăm sóc. Vườn cây đậu quả và phát triển ổn định, hầu như không phát sinh sâu bệnh hại. Tuy nhiên, thời điểm này khi mùa thu hoạch đã đi qua hơn 1/2 chặng đường, nhiều nông dân cho rằng sản lượng cà phê không được mua như kỳ vọng, mà ngược lại nhiều khả năng mất mua, giảm sản lượng. Nay mất mùa là ai cũng mất mùa hết. Thời tiết hay là như thế nào mình cũng không hiểu, mình cũng chăm sóc như vậy. Nhưng mà không hiểu sao lý do mà hình như trái nó đóng nó thưa hơn. Tuy chưa có những phân tích rõ ràng, song theo các chuyên gia về cà phê, các dự báo sản lượng luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành giá cà phê trên thị trường. Đối với cà phê Đắk Lắk niên vụ 2023-2024, hiện đang có những phân tích dự báo trái chiều giữa các tổ chức quốc tế và Hiệp hội Cà phê Cà cao Việt Nam. Cái đơn vị mà dự báo quốc tế thì cái sản lượng cà phê Việt Nam nó bằng hoặc là cao hơn cái sản lượng cũ một chút, khoảng 2 đến 3%. Tuy nhiên đối với các cái dự báo trong nước thì bảo rằng cái sản lượng cà phê nó sẽ giảm khoảng chừng 5 đến 10%. Được mua hay mất mua đến thời điểm hiện tại vẫn đang là dự báo. Song một điều dễ nhận thấy là sau nhiều năm mất giá, người dân hạn chế chăm sóc, không ít diện tích đã được nông dân chuyển sang một số loại cây trồng khác. Nhiều diện tích đang trong giai đoạn tái canh chưa cho thu hoạch. Năm nay cà phê tăng giá, nông dân tập trung chăm sóc hơn nhưng vẫn cần thời gian để phục hồi phát triển. Cộng với điều kiện thời tiết thời gian qua tuy khá thuận lợi, nhưng ở những giai đoạn quyết định quan trọng khi cây đang giai đoạn siết nước chuẩn bị tưới cây để bung hoa tập trung, thì tại nhiều vùng đất đã xuất hiện những đợt mưa nhỏ làm giảm độ phân hóa mầm hoa của cây. Cây nở hoa chanh lác đác không tập trung phải bỏ đi, sau đó là những cơn mưa lác đác lúc cây đang bung hoa khiến một số lượng lớn hoa bị rụng khi chưa kịp đậu quả. Đó là những dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng vụ cà phê năm nay mất mùa.